Hư đáp cư sĩ Đặng Bá Thành. Từ buổi tư ngộ đến nay, thấm thoát đã 6 năm. Không những tuyết sương thay đổi mà dẫn nước cũng khác xưa. Cảnh đời vô thường thật nên thương cảm. Tiếp được thư biết cư sĩ không sao lãng tịnh nghiệp, tôi rất vui mừng. Nhưng trong thư ấy nói thâm tâm không an vì cảnh nhà thiếu thốn hay đau yếu dây dưa mà không an chăng? Nếu cảnh nhà thiếu kém, thiết tưởng cư sĩ nên lui một bước, phải nghĩ rằng giữa đời người hơn ta vẫn nhiều, song kẻ thua ta cũng không ít, chỉ cầu khỏi đói lạnh, mơ chi đến giàu sang. Hẳn như cư sĩ biết vui theo số phận, an với cảnh duyên, hãy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, lo gì không đổi được u buồn thành vui đẹp. Nếu đau yếu dây dưa, nên thống niệm thân là cội khổ, sinh lòng chán lìa, gắn tu tịnh nghiệp để cầu quyết sinh về cực lạc. Các đức Như Lai đều lấy sự khổ làm thầy mới thành đạo Phật. Chúng ta cũng phải lấy đau bệnh làm thuốc để cầu giải thoát khỏi nẻo luân hồi. Nên biết phàm phu đủ nghiệp hoặc ràng buộc, nếu không có những nỗi khổ cơ cùng tật bệnh, tất sẽ theo đuổi theo trường sắc, thinh, danh, lợi khó mà buông bỏ. Trong lúc đắc ý như thế, ai chịu quay đầu nhìn lại, tưởng đến sự chìm đắm về sau ư? Thầy Mạnh Tử nói, người nào sắp lãnh một trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc thân, khổ trí hoặc đói khát, khốn cùng, việc làm thất bại. Có như thế, kẻ ấy mới rèn luyện được ý chí nhẫn nại, vững bền, tài năng cao siêu xuất chúng. Thế thì biết, con người được thành lập phần nhiều giờ nghịch cảnh, và trong trường hợp ấy ta chỉ nên an lòng thuận chịu mà thôi. Nhưng trọng trách của thầy Mạnh nói chỉ là tước vị ở đời, mà còn phải khổ nhọc như thế mới làm nên, huống nữa kẻ phàm phu thấp thỏm như chúng ta muốn gánh vác công việc trên thành đạo Phật dưới độ chúng sinh đó ư? Nếu như không bị một chút điên đảo vì nghèo bệnh thì tình trần lừng lẫy, tịnh nghiệp khó thành, gương lòng sẽ bị tối mờ, nhiều kiếp trôi lăn trong ác đạo, sự giải thoát buổi tương lai chưa biết đâu là kỳ hạn. Người xưa đã bảo, dí chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai chi dễ thoảng mùi hương. Lời này là ý tứ trên đây vậy. Cư sĩ nên bền chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chứ sinh lòng phiền não rồi oán trời trách người, cho nhân quả là oan đường, chê Phật Pháp không linh nghiệm. Nên biết chúng ta từ vô thủy đến nay gây nghiệp ác vô lượng vô biên. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, 10 phương hư không chẳng thể dung chứa hết, thế thì sự tu trì lơ là chút ít đâu dễ dứt trừ hoặc chướng hết được. Đức Thích Ca A-di-đà vì thương xót chúng sinh không đủ sức dứt nghiệp, riêng mở pháp môn nương nhờ Phật lực, đới nghiệp giảng sinh. Ân đức ấy thật vô cùng rộng lớn, dù trời đất cha mẹ cũng khó sánh trong muôn một. Vậy cư sĩ nên hết lòng sám hối, tự có thể nhờ Phật gia bị, khiến cho nghiệp tiêu, thân tâm yên ổn. Như bệnh khổ bức bách không thể nhẫn chịu, thì hôm sớm ngoài thời niệm Phật, cư sĩ nên chí thành niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Vì với bổn nguyện tầm tinh cứu khổ, Bồ Tát hiện thân khắp 10 phương quốc độ, chúng sinh trong lúc nguy biến. Nếu có thể trì tụng kính lạy, Ngài sẽ tùy cơ cảm mà giúp đỡ, khiến cho thoát khổ được vui. Về môn niệm Phật, tuy giản dị nhưng rất rộng sâu. Điều cần yếu là phải chí thành tha thiết, thì đạo cảm ứng mới thông nhau, hiện đời mới được sự lợi ích chân thật. Nếu bê trễ biến lười, không chút chi kính sợ, tuy cũng gieo nhân giải thoát về sau,
nhưng quả báo của tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Dù có chút ít phước dư, khỏi đọa vào ác đạo, được sinh về cõi trời người, cũng quyết khó giữ nơi liên trì hải hội. Đến như tượng Phật, phải tôn kính như Phật sống, không nên xem là đất, gỗ, giấy, đồng. Kinh điển là thầy của chư Phật ba đời, là pháp thân xá lợi của Như Lai, cũng phải kính như Phật, không nên xem là loại giấy mực. Khi đối trước kinh tượng, phải như tôi trung thờ Chúa Thánh, con Thảo đọc Di Ngôn, được như thế tội nghiệp nào không tiêu, phước huệ nào chẳng đủ. Hiện nay, hàng sĩ phu học Phật vẫn nhiều, song hầu hết đều đọc văn giải nghĩa để cung cấp cho nguồn biện luận, tỏ ra mình là một nhà thông hiểu giáo lý. Xét về chỗ chí thành cung kính, y giáo tu trì, thật là ít có người. Tôi thường cho rằng, muốn được sự thật ích của Phật Pháp, phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ, hai ba phần cho đến 10 phần cung kính cũng như vậy. Trái lại, nếu càng kinh thường thì tội chướng càng thêm, phước huệ càng suy giảm. Như thế chẳng đáng kinh sợ đau tiếc lắm ư? Khi gặp bè bạn, cư sĩ, nên đem ý này khuyên bảo nhau. Đó là một món pháp thí rất lớn. Pháp môn tịnh độ như thông hiểu được vẫn là điều rất quý. Bằng có chỗ chưa rõ, cũng cứ tin chắc lời của Phật. Tổ chớ nghi ngờ, nghi thì cùng với Phật cách xa. Khi lâm chung quyết khó được tiếp dẫn. Cổ đức cho rằng, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới rõ cùng tận. Bậc Đăng Địa Bồ Tát cũng không thể thấu hiểu được, như Bậc Đăng Địa Đại Sĩ còn không thể thấu hiểu hết. Ta đâu nên đem tâm lượng phàm phu mà ước đoán sai lầm ư? Nếu muốn nghiên cứu, nên xem Tịnh Độ Thập Yếu. Quyển này do Ngài Ngẫu Ích Đại Sư rút những tinh hoa trong các kinh sách tịnh độ soạn ra, rất hợp thời cơ, đáng liệt vào bậc nhất. Mở đầu quyển là tập Di Đà Yếu Giải. Từ trước đến giờ về kinh A Di Đà, chỉ có những lời chú thích này là siêu tuyệt, phải tuân giữ, không nên khinh thường. Người thông minh đời nay tuy học Phật Pháp, nhưng vì chưa gần gũi với bậc cụ nhãn tri thức, nên hầu hết đều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Họ đâu biết, nếu sự tu nhân quả đã mất, lý tánh cũng không còn, lại có những kẻ tài cao, văn từ quỷ thần kinh động, mà xét đến hành vi thì không khác di hạng vô trí thức. Truy nguyên đều do bác bỏ sự tu nhân quả mà ra. Mối tị ấy khiến cho nhiều người lầm lạc noi theo. Đó là dùng thân bán pháp, tội lỗi không ngần. Bậc thượng trí thấy thế càng thêm xót thương đau đớn. Bộ Pháp Quyển Châu Lâm nói rõ nhân quả, sự lý đều đầy đủ, những tích báo ứng cũng tinh tường, có thể khiến cho người xem kinh sợ. Dù ở nơi nhà tối cũng như đối trước Phật trời, không dám khởi niệm ác. Với bộ này, bậc thượng, trung, hạ đều được lợi ích, chắc không đến nỗi lầm đường, chấp lý, bỏ sự mà theo thói tà dậy, ngông cuồng. Ngài Mộng Đông đã bảo, người khéo nói tâm tánh quyết không bỏ nhân quả, kẻ tin sâu nhân quả tất rõ suốt tâm tánh. Đó là lẽ đương nhiên. Lời của Ngài là một lý luận ngàn đời, cũng là mũi kim đâm trên đỉnh đầu những kẻ cuồng huệ. Bộ Pháp Quyển, các nơi lưu thông Phật Pháp đều có bán. Về sự lợi ích, khi đọc xong sẽ tự rõ. Cư sĩ nên khuyên tất cả bạn tri giao mua xem. Mùa thu rồi, lệnh đệ lên viếng Phổ Đà, tôi có đem những điều thành kính để khuyên nhau, nhưng không biết y có cho lời tôi là thiết thực chăng? Được thư, xem qua dễ kiến cho người vui đẹp. Thuở xưa Cừ Bá Ngọc đến 50 tuổi, nhìn lại năm 49 thấy mình còn sai lầm. Đức Khổng Tử lúc gần 70 ước được sống thêm lâu để học tinh tường bộ kinh dịch, cho khỏi điều lỗi lớn. Sự học của Thánh Hiền thật đã đi cùng đến chỗ khởi tâm động niệm. Học giả đời nay ưa theo từ chương, ít ai nghĩ đến điểm chánh tâm thành ý. Bởi thế,
tuy trọn ngày đọc sách mà không rõ ý chỉ của thánh hiền, ngôn ngữ hành vi so với chỗ học trái rất xa, như sáng tối vuông tròn không thể cùng dung hợp. Ấy là chưa nói đến lỗi lầm của tâm niệm, nếu kể ra được thì biết bao nhiêu. Kinh Phật dạy người thường tu phép sám hối để kỳ cho dứt hết vô minh, thành đạo Bồ Đề. Cho nên Đức Di Lặc tuy đến ngôi đẳng giác còn phải ngày đêm sáu thời lễ mười phương Phật để cầu vô minh hết sạch, trọn chứng pháp thân, huống nữa là hạng phàm phu nghiệp lực sâu nặng ư? Nếu không biết khổ thẹn sám hối, tuy bản tánh đồng với chư Phật nhưng bị hoạt nghiệp che lấp, không thể hiển hiện, ví như tấm gương báo lâu đời chẳng những không ánh sáng mà thể gương cũng bị khuất mất. Nếu biết gương sẵn tánh sáng, gia công lao chùi mãi, ánh sáng lần phát cho đến khi rực rỡ cùng cực. Thành ra, một vật rất quý trong đời, nếu biết ánh sáng ấy sẵn có, không phải lao chùi mà được. Nếu được thì lao đá gạch cũng ưng chói sáng. Lại phải biết gương tuy sẵn đủ ánh sáng, nhưng nếu không lao chùi thì cũng không thể chói sáng được. Tâm tánh chúng sinh cũng thế, tuy đồng với Phật, nhưng nếu chẳng đổi giữ làm lành, bỏ trần hiệp giác, thì tánh đức sẵn đủ không thể lộ bày. Đem tâm thức sẵn đủ tánh Phật tạo nên nghiệp khổ nhiều kiếp đắm chìm, cũng như nhà tối có chứa của báo, đã không dùng được lại bị tổn thương, há chẳng đau tiếc lắm ư? Pháp môn niệm Phật chính là phép màu bỏ trần hiệp giác, trở lại cội nguồn vậy. Người tại gia vì bị việc đời ràng buộc, khó nổi ở trong tịnh thất tham thiền tụng kinh, với pháp môn này rất là tiện lợi. Mỗi người đều có thể tùy sức tùy phần lễ tụng trì niệm để hồi hướng giảng sinh. Ngoài giờ khóa tụng chánh thức, khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ăn cơm, mặc áo, tất cả thời, tất cả chỗ đều nên niệm Phật. Nhưng ở nơi sạch sẽ, khi nghiêm kính, niệm thầm hay ra tiếng đều được. Nếu ở chỗ không sạch sẽ, như nơi đại tiểu tiện, hoặc khi không nghiêm kính, như lúc ngủ nghỉ, tắm gội, chỉ nên niệm thầm. Khi nằm nghỉ, nếu niệm ra tiếng đã không cung kính lại lao hơi, lâu ngày thành bệnh. Niệm thầm công đức đồng như niệm ra tiếng, nhưng cần phải rõ ràng, tha thiết và đừng sao lãng. Cư sĩ biết phát lộ sám hối, điều ấy rất hợp với pháp môn tịnh độ. Vì lẽ tâm tịnh thì cõi Phật mới thanh tịnh, nhưng đã sám hối, tất cả phải sửa lỗi làm lành. Nếu không thì thành ra đối suông chẳng được thật ích. Đến như muốn không tham luyến cảnh ngoài, chuyện niệm Phật được nhất tâm cũng chẳng có pháp chi kỳ lạ, chỉ đem một chữ chết dán nơi đầu, treo nơi lông mày, thường nghĩ rằng ta từ vô thủy đến nay gây nghiệp ác không lường không ngần, giả sử nghiệp ấy có hình tướng mười phương hư không chẳng thể dung chứa, duyên đâu may mắn nay được thân người lại nghe Phật pháp. Nếu không một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, khi hơi thở dứt rồi, do nghiệp ác cũ chắc khó khỏi sa đọa vào địa ngục, chừng ấy phải chịu những sự khổ cùng cực như giặc dầu lò lửa, rừng kiếm non đao, không biết trải bao nhiêu kiếp mới xong. Khi ra khỏi địa ngục, bởi nghiệp chưa dứt lại đọa vào loài ngạ quỷ, bụng rất to lớn, cổ họng nhỏ như cây kim, trong miệng thường tuôn ra lửa, nhiều kiếp đói khát không nghe được tên nước uống, cùng không có lúc tạm no lòng. Hết kiếp ngạ quỷ lại đọa vào nẻo súc sinh, hoặc để cho người dùng cởi chở, hoặc bị bán vào lò thịt. Khi được làm người thì ngu si không trí, dễ bề tạo nghiệp, khó nổi làm lành, chẳng mấy lúc lại bị đọa nữa. Nghiệp cũ trả chưa xong đã tạo nghiệp mới, cứ mãi luân hồi trong sáu đường, trải qua kiếp số nhiều như bụi nhỏ, mênh mang biển khổ, không biết đâu là bến bờ. Nếu thường xét nghĩ như thế, sự tu hành sẽ được duyên nhất. Thuở xưa, Thương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ lúc sắp chết, tướng địa ngục hiện,
niệm Phật vài tiếng, liền thấy Phật đến tiếp dẫn giảng sinh. Sự lợi ích như thế, trọn một đời giáo hóa của Phật, trong trăm ngàn muôn ức pháp môn, chỉ thấy ở môn niệm Phật. Tôi thường cho rằng, chính cõi chúng sinh trời pháp này, trên khó nổi duyên thành quả giác. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, dưới không thể độ khắp quần mê. Nếu cư sĩ lòng tin thấu đáo, tha thiết vì sự sinh tử, không móng một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi đời ác trược, đã chẳng phải là người ở lâu trong cõi ta bà. Tuy chưa đến niên ban, nhưng sẽ là khách mới của miền cực lạc. Từ đây, khi thấy người hiền phải gắng làm cho bằng, gặp việc nhân đừng nên thua nhượng. Đâu nỡ dần già trễ nải để làm một lúc lỡ muôn đời hay sao? Người có quyết tánh chắc không chịu sống làm thay đi thịt chạy, chết đồng một nát với cỏ cây. Vậy cư sĩ phải nên cố gắng. Lại niệm Phật tuy quý ở chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên còn cha mẹ, dưới có vợ con, đành rằng không nên quá vọng cầu sự giàu sang. Song bổn phận trong gia đình cũng lo sao cho tròn. Không phải tu hành là bỏ tất cả. Nếu bỏ tất cả mà cha mẹ vợ con không thiếu thốn thì được, bằng chẳng thế, đã trái với đời lại trái với đạo, điều ấy cũng nên biết qua. Phận làm con phải đem sự tu hành khuyên cha mẹ. Nếu song thân biết niệm Phật, được sinh về Tây Phương thoát nẻo luân hồi, thì đạo hiếu ở đời không sao sánh kịp. Như có kẻ nào đem pháp môn tịnh độ khuyên nhiều người tu niệm, thì công đức giáo hóa sẽ về phần mình, sen vàng buổi tương lai chắc ở nơi thượng phẩm. Thư đáp cư sĩ Đặng Tân An. Lời thỉnh ích của cư sĩ tôi thật khó đối đáp. Tại sao thế? Vì chí hướng của cư sĩ lớn, kiến thức của tôi nhỏ. Lớn nhỏ không đồng, cơ giáo tất khó hợp nhau. Tuy nhiên trong thật tướng nhất thừa, tìm tướng lớn nhỏ không thể được. Nơi ấy nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, lớn nhỏ vẫn đầy đủ tánh pháp giới. Cái nhỏ của tôi biết lại bao trùm tất cả pháp trong mười cõi pháp. Ngài Thiện Đạo Hòa Thượng nói, nếu muốn học gì giải, tất cả pháp từ phàm phu đến Phật địa đều nên học. Như muốn học về hạnh, nên lựa một pháp hợp lý hợp cơ, gắng sức tinh chuyên mới bao được thật ít. Chẳng thế thì dù trải qua nhiều kiếp cũng khó thoát ly. Pháp hợp lý hợp cơ ấy không chi hơn dùng lòng tín nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sinh Tây Phương. Muốn tìm học nên y theo Kinh Di Đà Yếu Giải và các sách tịnh độ. Phật giáo là một pháp công cộng trong mười phương pháp giới, ai cũng nên tu và đều có thể tu. Bởi chưa thấy rõ bản sắc của Phật giáo, một nhóm nho sĩ lập luận mù quáng rằng đạo Phật bỏ nhân luân, hại chánh lý. Tại sao mà biết họ sai lầm? Vì Đức Phật đối với kẻ làm cha nói lành, với con nói thảo, với vua nói nhân, với tôi nói trung, cho đến chồng vợ kính yêu, anh em hòa thuận, tất cả lời hay hạnh tốt ở đời trong kinh Phật đều nói rành rẽ. Thế thì cùng với nho giáo có khác chỗ nào? Hơn nữa, về điểm chỉ rõ lý nhân quả ba đời, trong đạo nho không thể nói. Đến như những việc dứt hoặc chứng nhân đầy đủ bồ đề, về nơi vô đắc thì nho giáo phải kém thu xa. Tiếc cho hàng nho sĩ kia chưa thấy, nếu họ được xem kỹ và hiểu sâu lý ấy, chắc sẽ đau thương rơi lệ, tiếng khóc động cõi đại thiên, hối hận vì mình đã kinh bán Phật giáo. Nhưng dùng lời bán pháp tội nhỏ, dùng thân bán pháp tội lớn vô cùng. Đời nay có những người ưa nói đại thừa, cho rằng mình đã ngộ đạo, bảo ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật, phiền não tức bồ đề, cần gì chức phiền não. Dâm, giận, mê là giới, định, huệ, cần gì trừ bỏ dâm, giận, mê. Lời nói của họ thật cao trên chín tầng mây, việc làm xét lại ở dưới chín lớp đất.
Những người như thế gọi là quan gia của nhà Phật, so với kẻ không biết Phật pháp mà khinh báng, tội còn nặng hơn muôn phần. Giới hạn sau này, luận về công họ nghiên cứu Phật pháp chẳng phải toàn làm vô ích, nhưng chỉ làm cái nhân được độ về sau, còn tội dùng thân bán pháp quyết phải chịu khổ trong đường ác đạo không biết bao nhiêu kiếp số. Cư sĩ nên nghiên cứu kinh luận Đại Thừa cho chỗ hiểu biết được đầy đủ. Về phần tu, phải lấy tín nguyện, trì danh làm chánh hạnh. Đến như lúc cư xử bình thường, hoặc sợ làm tội không hay, giảm phước không biết, nên đọc bộ An Sĩ Toàn Thư và Pháp Quyển Châu Lâm. Tất sẽ nắm được cung phép để gìn giữ, tâm niệm không dám buông lung nữa. Thẳng hoặc còn sợ mình kiểm soát không kịp, nên y theo phép công quá cách của Đức Phù Hữu Đế Quân mà thực hành, thì có thể vượt phàm lên thánh, dứt hoặc chứng dân. Như thế, ở nước Trung Hoa này, cư sĩ sẽ là người ít ai hơn được. Thư đáp cư sĩ Cao Thiệu Lân. Trong bức thư gửi đến, thầy nói cư sĩ đang nhiếp tâm niệm Phật, lạy kinh Pháp Hoa và gắn trừ lỗi mà chưa được như ý. Nghĩ muốn y theo phép công quá cách để tự kiểm điểm mỗi ngày. Bao nhiêu điều ấy đủ chứng sự tu hành của cư sĩ gần đây là thiết thực vì mình, không như những kẻ từ khi dối người, phô trương bề ngoài để cầu danh dự. Như thế còn gì hay hơn, tôi xin tùy hỷ. Phép lễ tụng trì niệm phải lấy lòng thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực, dù ở địa vị phàm phu công đức chưa được viên mãn, nhưng kết quả cũng khó nghĩ bàn. Trái lại thì tuy lễ tụng xét ra khác gì múa hát, dù có bày nét khổ, vui, thương cảm đều là giả trang, vì chẳng phải tự nơi đáy lòng phát lộ. Nếu có công đức, chẳng qua là suy phước ở cõi trời, người, mà chính đó là chỗ y cứ để gây nghiệp ác, gieo nên quả khổ vô lượng về sau. Nên đem điều này tỏ khắp với đồng bạn, khuyên nhau chân thật tu hành để sự lợi ích được lan rộng. Cách thức lạy kinh của cư sĩ lập ra, về lý vẫn không ngại, nhưng về sự, nếu lạy suông phải niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Niệm xong cúi xuống lạy, vừa tưởng bài kệ lễ kinh: Pháp tánh chân không tợ hư không, pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn. Nơi trước pháp bảo hiện bóng con, như pháp một lòng nương kính lạy. Lại tưởng toàn bộ kinh và chư Phật, Bồ Tát ở trong kinh đều phóng ánh sáng soi đến thân mình cùng các loài hữu tình trong pháp giới. Nếu lạy từng chữ phải niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tự pháp bảo. Cứ lạy chữ nào thì niệm chữ ấy, từ chữ như thị ngã văn cho đến hết bộ kinh đều niệm như thế. Nhưng phép quán tưởng chẳng phải dễ. Nếu hiểu lý không rành hoặc tâm thức rối loạn, sợ e bị những diệt ma. Điều cần yếu phải lấy sự chí thành cung kính làm chủ. Nếu quán tưởng được thì quán, bằng không nên đem hết lòng thành mà lạy, công đức cũng vô lượng. Theo chương trình của cư sĩ đã lập, đối trước kinh mà lạy, khi lạy xuống tưởng kệ, lúc đứng lên niệm Phật, quán Phật. Tốt hơn là nên để kinh trước bàn Phật cúng dường, rồi chuyên nhất lễ Phật A-di-đà. Chớ cho rằng công đức duyên tưởng một vị Phật không rộng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Nên biết Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân bao nhiêu công đức của chư Phật trong 10 phương pháp giới. Nơi một đức Phật A-di-đà đều đầy đủ cả, ví như lưới châu của trời Đế Thích, ngàn châu hiện đủ trong một hột châu in bóng khắp ngàn châu, mỗi châu đều chung nhiếp lẫn nhau, không dư, không thiếu. Nếu bậc đại sĩ tu hành đã lâu, không ngại gì duyên cảnh rộng nhiều, cảnh càng nhiều tâm càng chuyên nhất. Trái lại, kẻ mới học đạo, nếu duyên cảnh nhiều tâm thức sẽ rối loạn, và người chướng sâu huệ cạn, có khi còn bị những diệt ma. Vì lẽ ấy, Thế Tôn ta và chư tổ đều bảo phải một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà.
đợi khi nào chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn không lường diệu nghĩa thảy đều đầy đủ. Người xưa nói tắm được biển cả, tức là dùng nước trong sông. Đến điện Hàm Vương còn hỏi Trường An chi nữa. Lời này có thể gọi là một tượng trưng rất đúng cho lẽ trên đây vậy. Đến như sự dứt dữ làm lành, thành thật kiểm điểm lấy mình, tuy không chi hay hơn phép công quá cách, nhưng nếu tâm không chuyên chú nơi sự thành kính, dù mỗi ngày có ghi công chép lỗi cũng làm việc suông. Sổ công quá cách ở vùng này chưa thấy có, cứ theo chỗ hiểu của tôi, chỉ nên giữ lòng thành kính trong tất cả thời, đừng để một niệm không tốt nổi lên. Khi đối đãi với người phải luôn luôn gìn lòng trung thứ. Được như thế, dù vọng niệm có thoạt khởi cũng liền tự biết, biết rồi liền trừ, tất ba nghiệp không bị lôi cuốn và đường lầm lạc. Những kẻ tiểu nhân bề ngoài hiền lành, trong lòng độc ác, cho rằng không ai biết mình. Đâu ngờ, người phàm dù không biết, song bậc tu hành đắc đạo, thấy hiểu rõ ràng, lại chư thiên quỷ thần tuy chưa đắc đạo, nhưng nhờ quả báo có tha tâm thông nên cũng hiểu biết được. Nói gì là các bậc thanh văn, viên giác, Bồ Tát và chư Phật, tha tâm đạo nhãn, thấy suốt ba đời như xem nơi lòng bàn tay đó ư. Muốn không biết, chỉ có mình không biết thì được. Nếu mình biết thì trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát tất rõ biết. Hiểu nghĩa này, tuy ở nơi nhà tối, chỗ vắng cũng không dám móng niệm ác. Kẻ ngoan cố, nếu được biết lý trên đây cũng tự hổ thẹn, lựa người chân tu hay sao? Nhưng muốn bớt lỗi, phải ghi nhớ điểm này, hằng đem lòng kính sợ. Nhưng đây là ước theo chỗ hiểu biết cạn cợt của tình đời mà nói. Thật ra tâm ta cùng mười phương pháp giới đồng thể dung hợp, vì ta mê nên sự thấy biết chỉ cuộc ở riêng mình. Mười phương chư Phật chứng suốt tạng tâm, tất cả chúng sinh trong pháp giới khởi lòng động niệm, các ngài đều thấy biết rõ rệt như hình tượng in bóng trong gương. Đó làm gì chư Phật đã vào bản thể bình đẳng chân như, mình và người không khác. Nếu cư sĩ rõ suốt nghĩa này, có thể tự dè dặt sợ hãi, giữ lòng kính thành, trước tiên còn gắng sức trừ vọng, lâu ngày vọng niệm sẽ tiêu mòn không khởi nữa. Được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thâm thiết, xét mình sửa lỗi noi dấu thánh hiền, chẳng phải cầu lấy hư danh, tôi lấy làm vui đẹp. Muốn học Phật tổ thoát sinh tử, những điểm đầu tiên là hổ thẹn, sám hối, dứt dữ, làm lành, giữ trai giới và thường tự răn nhắc. Lại cần phải đạt đến chỗ thật, hết sức mà làm, bằng không thì thành sự dối ở trong giả dối. Cho nên biết không khó, làm mới chính là khó. Nhiều bậc thông minh giữa đời vì nói có làm không, thành thử luống qua một kiếp, uổng chơi non báo đi về tay không, thật rất đáng đau tiếc. Vọng niệm lẫy lừng là do bởi chưa chân thiết giữ gìn chánh niệm. Nếu cứ chuyên chú một cảnh thì vọng tưởng sẽ đổi thành chánh trí. Cho nên trị đắc sách thì giặc cướp đều là con đỏ, trị thất sách tuy kẻ tâm phúc cũng quá oan gia. Ở địa vị phàm phu ai lại không có nghiệp hoặc, nhưng khi bình thường nếu đề phòng trước, lúc gặp cảnh duyên phiền não mới không bạo phát, dù phát khởi cũng có thể liền tự biết mà dứt trừ. Những cảnh làm duyên để khởi phiền não rất nhiều, nhưng mạnh nhất là tiền của, sắc đẹp và chuyện ngang trái bất thường, nên biết của tiền phi nghĩa hại hơn rắn độc, thì không còn lòng tham muốn khi thấy của. Giúp đỡ người chính là xây đắp nền phước đức cho mình về sau. Biết như thế, khi có ai hoạn nạn cầu cứu, không vì tiếc của không cho mà khởi lòng phiền não. Về sắc đẹp, lúc đối trước người xinh tốt như hoa, tợ ngọc cho đến kẻ kỹ nữ, nên tưởng đó là chị hoặc em ruột, sinh lòng cứu độ xót thương, tất không bị sắc làm động niềm ái dục. Ở gia đình, chồng vợ phải kính nhau như khách,
nên xem thê thiếp là người ơn giúp đỡ lẫn nhau, và vì sự nói giỏi dòng họ mới không bị sắc dục hại mình. Đến như gặp việc ngang trái nên sinh lòng xót thương dung thứ cho kẻ không biết lỗi lầm, chứ tranh chấp hơn thua lại tưởng rằng kiếp trước mình đã từng làm khổ hại người, hôm nay bị việc này là trả nợ tiền kiên. Nghĩ như thế tự nhiên vui vẻ, không sinh lòng nóng giận muốn báo cừu. Song những phương pháp trên đây là để áp dụng với kẻ sơ cơ. Nếu bậc đại sĩ tu hành đã lâu, bao nhiêu phiền não đổi thành tạng tâm sáng suốt, muôn cảnh vẫn không thật tánh, những việc tổn hại lợi ích đều tự nơi người mà thôi. Đến như luận về pháp môn niệm Phật thì tính, nguyện, hạnh là tông yếu. Ba món này đầy đủ quyết định được vãng sinh. Về phần tính, nguyện nên để tâm chú trọng, phải một lòng cầu về Tây Phương, chứ mong kiếp sau trở lại làm người hưởng sự giàu sang. Chẳng những không muốn thọ thân vua ở cõi trời người, dù cho thân một vị cao tăng nghe một hiểu ngàn, được đại tổng trì mở rộng pháp hóa làm lợi ích chúng sinh, cũng xem như gốc tội không khởi niệm ưa thích, vì đó là ngộ chứ chưa phải chứng, vẫn còn bị luân hồi và có thể đọa lạc. Được như thế thì tín nguyện của ta mới cảm đến Phật, và thiện nguyện của Phật mới có thể nhiếp thọ ta. Nên biết cõi cực lạc chẳng những sức phàm phu không thể đến, mà chính bậc thánh tiểu thừa cũng không đến được, vì nơi ấy là cảnh bất tư nghì của đại thừa. Bậc tiểu thánh hồi tâm về đại thừa mới có thể đến. Còn phàm phu nếu không tín nguyện cảm Phật, dù cho có tu tất cả thắng hạnh và hạnh màu trì danh cũng không thể vãng sinh. Cho nên tín nguyện là rất cần yếu. Ngài Ngẫu Ích nói, được sinh cùng chăng, toàn do tín nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp đều bởi trì danh sâu hoặc cạn. Đây là một luận án sắc, dù ngàn Phật ra đời cũng không thay đổi. Giới lẽ này nếu cư sĩ nhận chắc mới có phần nơi cõi Tây Phương. Như niệm Phật khó quy nhất, phải nhiếp tâm niệm kỹ. Phép nhiếp tâm không gì hơn chí thành, tha thiết. Nếu không chí thành mà muốn quy nhất, ấy là điều rất khó. Đã chí thành niệm còn chưa thuần, phải lắng tai nghe. Không luận niệm thầm hay ra tiếng, đều phải niệm khởi từ nơi tâm, tiếng ra từ nơi miệng rồi lại vào tai. Dù niệm thầm nơi ý, vẫn có tướng miệng niệm. Tâm và miệng trành trẻ, tai nghe rõ ràng, nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu làn sóng vọng tưởng nổi trào quá mạnh, nên dùng phép thập niệm ký số, đem hết tâm lực yên vào câu niệm Phật, thì vọng tưởng bị đàn áp, không có chỗ xen hở để nổi lên. Phép này nhiếp tâm rất tuyệt diệu. Thuở xưa những vị Hoằng Dương Tông Tịnh Độ chưa nói đến, là vì căn cơ người thuở ấy còn sáng lẹ, không cần dùng cách này vẫn có thể niệm Phật được quy nhất. Ấn quan tôi, vì tâm khó điều phục, nhiều phen dùng thử mới biết là hay. Nguyện cùng những người độn căn đời sau y theo tu tập để được đồng sinh về cực lạc. Thập niệm ký số là khi niệm Phật phải ghi nhớ trần trẻ từ 1 đến 10 câu, hết 10 câu liền trở lại 1, cứ như thế xoay dần mãi. Nhưng phải niệm trong vòng 10 câu mà thôi, không được 2 hoặc là 30 câu. Lại không nên lần chuỗi chỉ dùng tâm ghi nhớ. Nếu nhớ niệm luôn một mạch 10 câu thấy khó, thì phân làm hai đoạn từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Nếu quả còn thấy kém sức, lại chia làm 3 hơi từ 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Cần để ý, niệm, nhớ và nghe phải rõ ràng, vọng niệm mới không xen vào được. Dùng phép này lâu sẽ được nhất tâm. Nên biết phép thập niệm ký số cùng phép thập niệm của Ngài Từ Chân. Về phần nhiếp vọng thì đồng, phần dũng công lại rất khác. Phép thập niệm tùy theo hơi người dài ngắn, không luận được bao nhiêu câu Phật, cứ một hơi kể là một niệm. Về phép này, mỗi buổi sớm mai chỉ dùng trong 10 niệm mà thôi. Nếu quá số ấy lâu ngày sẽ thành bị lao hơi. Phép thập niệm ký số thì niệm một câu biết một câu, 10 câu biết 10 câu, từ 1 đến 10 rồi trở lại,
dù cho mỗi ngày niệm cho đến mấy muôn câu cũng ghi nhớ như thế. Niệm như vậy không những trừ được vọng đã có thể dưỡng thần, vì tùy sức tùy ý, hoặc chậm hoặc mau, không chi trở ngại. Lại so với cách niệm lần chuỗi ghi số, phép thập niệm ký số lợi ích hơn nhiều, vì lần chuỗi thân mỏi nhọc, tinh thần sao động, còn cách này thì thân nhàn mà tâm an. Chỉ những khi nào làm việc hoặc có ký số nên khẩn thiết niệm suông, đợi lúc xong việc lại nhiếp tâm ký số, như thế thì vọng tưởng không còn tung hoành, tâm cảnh an trụ vào câu niệm Phật. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa. Đây là bậc nhất. Lời này với hạng lợi căn thì không cần luận. Nếu kẻ đụng căn như chúng ta bỏ phép thập niệm ký số mà muốn nhiếp sáu căn, nối tịnh niệm thật khó vô cùng. Cách niệm Phật lần chuỗi chỉ nên dùng trong những khi đi đứng. Còn lúc tịnh dưỡng thần, nếu lần chuỗi thì do tay động, thần cũng không an, lâu ngày có thể sinh bệnh. Khác hơn thế, phép thập niệm ký số lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều dùng được. Nhưng khi nằm chỉ nên niệm thầm, nếu ra tiếng đã không cung kính lại bị lao hơi, nên nhớ kỹ. Cư sĩ tuổi đã 50, nếu muốn được giải thoát trong hiện đời, phải chuyên chú nơi môn tịnh độ. Kinh Kim Cang, Pháp Hoa nên tạm gác một bên, đợi khi nào lý tịnh độ thông suốt, niệm Phật được nhiếp tâm rồi sẽ hay. Nếu bây giờ vừa nghiên cứu vừa tu hành, e cho thời gian có hạn, trí lực không kham, bên nào chẳng thành bên nào, hai sự lợi ích cùng bị mất cả.